Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Ngôi sao Việt Kiều báo tin vui cho huấn luyện viên Park sẵn sàng về dự vòng loại World Cup 2022. Thủ môn Đặng Văn Lâm vừa thông báo tình trạng mới nhất của bản thân trên trang Facebook cá nhân. Mới đây, Văn Lâm đăng tải đoạn video ngắn lên trang cá nhân ghi lại quá trình tập luyện cùng câu lạc bộ. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga viết, còn gì sướng hơn nữa khi trở lại đeo đôi găng trên tay. Theo những gì được Văn Lâm đăng tải, anh hoàn thành tốt giáo án mà ban huấn luyện đưa ra. Đặng Văn Lâm không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc tập luyện mặc dù mới trải qua thời gian hồi phục sau chấn thương. Đây là một thông tin rất vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặng Văn Lâm luôn cho thấy sự ổn định trong khung gỗ của tuyển quốc gia Việt Nam kể từ AFF Cup 2018. Nhiều khả năng thủ môn sinh năm 93 góp mặt trong trận đấu sắp tới đây của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt chạm trán Oman và Nhật Bản. Vừa qua, Văn Lâm cũng đã được câu lạc bộ Stereo Osaka gia hạn hợp đồng thêm một năm. Lần gần nhất ánh mắt chính cho tuyển Việt Nam là ở trận gặp Úc trên sân vận động Mỹ Đình. Tin tiếp theo, sếp lớn châu Á khẳng định đanh thép về vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam. Một lần nữa, vấn đề nhức nhối về mức tiền thưởng quá thấp cho các giải đấu lại gây nên những ý kiến trái chiều cho người hâm mộ. Sau khi Asian Cup nữ 2022 khép lại, không chỉ tại Việt Nam, người hâm mộ trên toàn châu Á dấy lên những bình luận trái chiều xoay quanh mức tiền thưởng dành cho đội vô địch. Cụ thể, tuyển nữ Trung Quốc chính là đương kim quán quân của giải. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ nhận được vỏn vẹn 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Trong khi đó, chỉ tính riêng Asian Cup Nam 2019, nhà vô địch đã được thưởng tới 3 triệu đô trong trận chung kết và tổng mức thưởng nhận được trong cả giải có thể lên tới 15 triệu đô. Đang nói ở đây, Asian Cup 2022 là giải đấu đầu tiên mà các đội nữ nhận tiền thưởng khi đạt được thành tích tốt nhất. Trả lời cho sự mâu thuẫn này, đại diện của AFC cho biết. Sự phát triển bình đẳng cho bóng đá nữ ở mọi cấp độ trên toàn châu lục chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng tôi. Asian Cup 2022 chính là sự đổi mới đầu tiên minh chứng rõ nét cho điều này. Các mức thưởng 1 triệu đô cho quán quân, 500.000 đô cho Á quân và 150.000 đô cho hai đồng đội hạng 3 chính là những bước đầu để AFC nâng cao tiêu chuẩn của giải. Không chỉ tại Asian Cup, làn sóng đòi quyền bình đẳng cho bóng đá nữ đã có từ lâu trên toàn thế giới. Tiêu biểu tại World Cup nữ 2019, rất nhiều các khẩu hiệu trả lương công bằng xuất hiện đầy rẫy các khán đài bởi tổng số tiền thưởng của giải chỉ là 30 triệu đô, trong khi đó với World Cup nam là 400 triệu đô. Câu chuyện tương tự diễn ra với bóng đá nữ Việt Nam khi Huỳnh Như và đồng đội xuất sắc giành quyền tham dự World Cup 2023, nhưng số tiền thưởng mà toàn đội nhận được không tương xứng với những kỳ tích khác của đội nam. Trong những động thái mới nhất, FIFA xác nhận World Cup nữ 2023 sẽ được tăng gấp đôi với số tiền thưởng từ 30 triệu đô lên 60 triệu đô. Đây là tin không thể mừng hơn với bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và các đội tuyển nữ trên toàn thế giới nói chung. Tin nóng, huấn luyện viên Mai Đức Chung được đề nghị trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Ngày 8 tháng 2, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn đã ký tờ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc đề nghị khen thưởng đột xuất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, tập thể đội tuyển nữ Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung được đề nghị trao huân chương lao động hạng nhất. Tờ trình ghi rõ, để ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2022 và giành suất chính thức tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 World Cup, Tổng cục Thể dục Thể thao đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét trình nhà nước tặng thưởng hai huân chương lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trình nhà nước tặng thưởng 3 huân chương lao động hạng nhì cho cầu thủ Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung, tặng thưởng 4 huân chương lao động hạng 3 cho các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến. Tổng cục Thể dục Thể thao đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen cho 30 cầu thủ, huấn luyện viên, cán bộ của đội tuyển nữ Việt Nam. Cụ thể như sau, các cầu thủ Khổng Thị Hằng, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Duyên, Phạm Thị Tươi, Phạm Hoàng Quỳnh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương. Các huấn luyện viên gồm huấn luyện viên thể lực Cedric Sir Tristan Roger, huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi. Ông Trương Hải Tùng,
Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, bác sĩ Trần Thị Trinh, Lương Thị Thúy, Bùi Thị Hoài, trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Phương Nguyên, cán bộ đội tuyển Hoàng Minh Thắng, Trương Thị Thu Trang, Trần Thị Bích Hạnh, Phan Mỹ Linh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước ngày 10 tháng 2, dự kiến được Thủ tướng tiếp đón vào chiều cùng ngày. Chuyển sang tin tiếp theo, mục tiêu nào cho tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023? Đã thực hiện được giấc mơ trái bỏng là giành vé dự World Cup 2023, nhưng để tuyển nữ Việt Nam không bị thất thế trước các đối thủ tầm cỡ thế giới ở sân chơi danh giá này, cần tiếp tục đầu tư mạnh về mọi mặt. Nhìn lại bài học của người Thái, hai vòng chung kết World Cup nữ gần đây nhất, Thái Lan, đại diện Đông Nam Á duy nhất đều tham dự, tuy nhiên kết quả chưa tương xứng với mong đợi. World Cup 2015, người Thái xếp thứ 3 trong bảng sau Đức và Na Uy, được xem là tương đối đạt yêu cầu. Nhưng tại World Cup 2019, tuyển nữ Thái Lan gặp ác mộng khi thua cả 3 trận trước Chile 0-2, Thụy Điển 1-5 và đặc biệt là trận thua nặng nề 0-13 trước Mỹ. Dù Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT dồn nhiều tiền của cho sân chơi này. Người Thái phân tích bóng đá nữ Thái Lan khi đó đang chuyển giao lực lượng nên bị ngợp khi bước ra sân khấu lớn. Một số cầu thủ trẻ ít được cọ sát nên mất thăng bằng khi đối mặt với các đối thủ dạn dày kinh nghiệm. Thời điểm ấy, huấn luyện viên Mai Đức Chung theo dõi hành trình của Thái Lan ở World Cup cũng nhận xét. Sở dĩ bóng đá nữ Thái Lan đi được World Cup là bởi cơ sở vật chất của họ dành cho bóng đá rất tốt, từ trang thiết bị, sân bãi. Họ có lớp cầu thủ kế cận đông đảo và nhận được sự đầu tư, quan tâm từ hơn 10 năm qua. Họ làm được rất tốt phần việc quan trọng ban đầu là đầu tư cao để đi World Cup. Nhưng đến phần quan trọng còn lại, họ chưa đủ đẳng cấp để đối chọi những đối thủ vượt trội hoàn toàn. Thái Lan khi đó bước vào sân chơi lớn bộc lộ việc thiếu bản lĩnh và tâm lý không tốt. Sẽ đầu tư mạnh nhất có thể. Sau hàng chục năm mong đợi, tuyển nữ Việt Nam hiện thực hóa được giấc mơ World Cup. Câu hỏi tiếp theo, mục tiêu của các cô gái Việt Nam ở World Cup 2023 là gì? Làm thế nào để chúng ta không đi vào vết xe đổ của Thái Lan? Ông Trần Đức Vấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao nhấn mạnh. Ở đấu trường World Cup, các đối thủ đều rất giỏi, rất mạnh cả về kỹ chiến thuật, thể chất, thể hình. Vì thế nếu chúng ta không có sự chuẩn bị tốt, không thể có những giải pháp hữu hiệu khi đương đầu với những đối thủ tầm cỡ đó. Việt Nam có khả năng lớn là nguồn lực của nhà nước dành cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, còn có hạn. Tổng cục Thể dục Thể thao báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để có kế hoạch đầu tư mạnh nhất có thể. Trước mắt, đội nữ Việt Nam sẽ phải hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 31 tại sân nhà. Sau cột mốc này, chúng ta tiếp tục dồn sự đầu tư để chuẩn bị mục tiêu cao hơn World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam về nước bằng chuyên cơ bay thẳng từ Ấn Độ và hạ cánh ở sân bay Nội Bài 9 giờ 45 phút ngày 10 tháng 2. Tính đến chiều qua, đội nhận khoảng 16,3 tỷ tiền thưởng cho hành trình vượt khó giành vé vào World Cup. Một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, VFF sẽ tính toán để có quỹ đầu tư dành riêng cho đội nữ Việt Nam. Trên cơ sở các mối quan hệ hợp tác với những liên đoàn bóng đá lớn của thế giới, VFF sẽ đưa đội nữ đi tập huấn nước ngoài, tìm kiếm những đối thủ giỏi để cọ sát, nâng cao trình độ, tiếp tục sử dụng chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng cũng phải được đầu tư ở mức đột phá để thể trạng cầu thủ đáp ứng được cường độ vận động cao tại các trận đấu ở World Cup. World Cup nữ 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại hai quốc gia Đồng Đăng Cai, Úc và New Zealand. 32 đội chia thành 8 bảng, tuyển nữ Việt Nam có thể có điểm nếu chung bảng với những đối thủ ngang cơ như Philippines. Tất cả còn phải đợi kết quả bốc thăm dự kiến vào cuối năm nay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng phát biểu rằng, đi World Cup thì ai cũng muốn, nhưng nếu đội không đạt được yêu cầu tối thiểu thì rất khó khăn. Thậm chí những thất bại tại World Cup tạo ra hiệu ứng tiêu cực. Thi đấu tại World Cup ít ra phải có một chiến thắng, đứng thứ 3, chứ nếu đứng cuối bảng thua nhiều và thua đậm như tuyển nữ Thái Lan 2019 thì không hay chút nào. Bóng đá nữ Việt Nam từng chạm trán với bóng đá nữ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng ở World Cup chúng ta phải tranh chấp và chạm với những đội mạnh hơn rất nhiều. Bóng đá Việt Nam từng có đội U20, Nam dự World Cup, Futsal dự World Cup, nay là tuyển nữ. Đội Futsal Việt Nam nhờ có kế hoạch đầu tư kỹ lưỡng đã đạt được những kết quả khả quan, thậm chí tạo ấn tượng mạnh ở hai kỳ World Cup Futsal. Vậy nên đội bóng đá nữ hoàn toàn có thể làm được điều kỳ diệu như mong mỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục nỗ lực vươn tới những thành công hơn nữa trong chặng đường đầy thử thách và vinh quang trong tương lai.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.